Gì? Không chán mẹ này. Mày muốn nó nói gì? Sao lâu quá vậy ta? Thôi để vô thay đồ một cái, bận hết cả rồi. Cho ông các bà về nhà đi chứ. Có gì đâu mà xúm lại đây. Chị ơi, sao lại làm ra thế? Chỉ lừa chết với một con mày thế thôi. Nhưng tao mà chết thì có thằng sản nghiệp. Còn có khi còn đi từ lục xương chứ. Anh này nói mới hay chứ. Ai là gì anh mà phải chết? Đời người chứ có phải con mày hết đâu. Lại say rồi phải không? Ông về bao giờ thế? Sao không vào tôi chơi? Đi vào nhà uống nước. Rồi khổ quá. Giá có tôi ở nhà đâu đến nổi. Ta cứ nói chuyện với nhau thế nào cũng xong. Đi cùng đâu? Vào nhà pha nước.
xinh thật xinh rất phiền. Không quần trên giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Paracetamol chỉ nhức đầu, chóng mặt, sổ mũi và các triệu chứng say xỉn khác. Nhắc lại, paracetamol chỉ nhức đầu, chóng mặt, sổ mũi. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Không dùng cho trẻ em có thai. Đọc nên cho con bố và phụ nữ dưới 6 tháng tuổi. Giá cứ như là mãi như thế gì? Nếu mà hay là sẽ này ở tới một nhà cho vui. Nở con kia, sao bây giờ mày mới về đến nhà? Mày đi đâu nãy giờ? Đi chơi. Đi với thằng nào? Biết làm gì? Hỏi làm gì? Rồi, mày đang làm gì đó hả con? Anh nghèo yêu dấu, anh đang làm gì đó? Mày hết chuyện rồi hả? Nửa tuổi này rồi còn thích thằng đó? Thôi, ở đó luôn đi con. Mày xéo vào nhà tao.